cái tối đêm đó tôi nằm trong bao thanh phụng. Tối đêm đó tôi nằm bao thanh phụng, sao giận tôi, sao tự nhiên giận nó thèm nói chuyện tôi. Hôm nay đây là cái sự đam mê, cái niềm đam mê ở trong lòng của người nghệ sĩ ai cũng có. Quý vị ơi, không đi hát được cũng buồn lắm. Đây là một cái tình cảm anh em chúng ta gặp nhau như cái ngày đám giỗ của Minh Phụng. Tôi sẽ mời một trong những người đại diện lớn nhất ở trong cái sân khấu này, chị Hai Lệ Thủy, là một người thân của anh Minh Phụng trước đây. Cô là hai. Một cái cặp bài chồng hát trước đây với anh Minh Phụng, là một cái người mà hiện tại bây giờ một trong những người được khán giả mến mộ và cho đến bây giờ cô vẫn còn khán giả thương yêu nhiều nhất. Em xin mời cô Hai Lệ Thủy bước lên sân khấu để có một hơi lời gì đó. Bởi vì dù sao đó, dù sao thì chị Lệ Thủy cũng là một trong những người lớn lớn hiện tại ở nơi đây. Em xin mời chị. Dạ dạ, anh Thành Phú thì anh có nói với tôi một cái thông điệp là cặp bảo biểu, cặp bảo biểu dân. Dạ, còn lớn hơn biển nữa, anh lên đây chị. Dạ. Dạ dạ. Rồi, hãy lên đây. Hôm nay gặp lại được tất cả các anh, các chị, các bạn bè cũng đi chung đoàn với Lệ Thủy và cũng là cái Minh Phụng và cũng cùng biết với nhau, cho nên kể như là dòm nhìn tất cả những thằng trong gia đình vậy đó, thấy hoài vậy đó, thì mới nói cái đám giỗ này chứ thì mình có gặp Triều Tiên, mình có nói là đám giỗ Phụng thì sao, thì Triều Tiên nói chị ơi em 5 năm em mới làm lần chứ làm hoài ngồi hoài thấy hoài quá. Cái tôi nói thôi mình làm đi, làm năm nay thôi. Cái tôi nói thôi làm đại đi, lúc này nghệ sĩ mình ở không nhiều lắm, làm nhiều đó, cho nên nói vậy thì nói để cho chị suy nghĩ lại. Cái chị tiên về nói chị ơi bây giờ cái lịch mà ngày ba tây chị được không, cái tôi nói được, giờ tôi rảnh lắm đúng không, làm gì trên á. Cái tối đêm đó tôi nằm trong bao thanh phụng, tối đêm đó tôi nằm bao thanh phụng, sao giận tôi, sao tự nhiên giận không thèm nói chuyện tôi. Cái tôi nói chậm làm gì tự nhiên giận vậy ta, cái quả này kia nó cũng lại thì tôi cũng lại, tôi nói giận gì cả, tôi nói có giận gì đâu, nói vậy mình ba thấy thiệt, tôi nói đẹp tôi nói dốc nha đó. Thì hôm nay thì được gặp mặt tất cả anh chị mà kỷ niệm ngày giỗ của anh Phụng, thì thôi giờ thì Lệ Thủy cũng xin thay mặt tất cả của các em của Lệ Thủy trong này, các anh người nào lớn là anh chị của Lệ Thủy, thì cầu mong hương hồn của anh Minh Phụng xuống về nơi đất Phật, và bây giờ chắc anh ta đi tu rồi chứ không còn ở đây nữa đâu, cho nên mình làm là để tưởng nhớ thôi, phải không quý vị? Thôi giờ tôi nói như đó thôi được rồi, mình sẽ chung nói đi. Câu đi cái người mà chân thật đó thì em xin thay mặt gia đình cảm ơn chị Lệ Thủy, một người chị mà gắn bó với gia đình em từ lâu, từ ngày xưa cho tới bây giờ, lúc nào cũng nghĩ lúc nào chị Lệ Thủy nay mày làm cái gì mà gia tao hay em, thật sự nó thì thật sự với mấy các anh các chị các chú các bác ở đây nha, hôm nay tôi làm dỗ một là do chị Lệ Thủy, tôi tất tôi ngưng rồi không làm nữa, 16 năm rồi làm mời kỳ quá đi, anh không làm, anh nói mày làm đi tao ở không nè. Quý vị thấy không? Hai người chị của tôi có sao nói vậy? Giờ đi xuống tiếp khách tiếp đi, giờ em biết. Dạ có sao nói vậy? Nhất là cái nằm chim bao đó. Bởi vì đôi khi mà em mời chị lên không, nó không bao giờ mà không đúng hết, nó quá trời đúng luôn, đúng không chị? Đây không có sắp xếp ra. Mà em nghĩ rằng chị là người lớn. Rồi, cảm ơn những cái lời chia sẻ chân tình của chị. Rồi, mời luôn anh Châu Thanh, chị Phương Hằng, anh Chiến Tâm. Rồi, xin mời đứng đông quá hơi bị chọc. Rồi, em mời anh Chiến Tâm nè, là một trong những người mà đàn anh trước đây chị Lệ Thủy và hiện tại bây giờ là anh Linh Tâm, Phượng Hằng, Phượng Long.
Rồi xin mời quý vị ủng hộ Trà Quán Tây tiết mục là do chị Lệ Thủy đề nghị nè. Rồi cảm ơn quý vị. À, anh Tuấn Thanh, trời ơi, một nghệ sĩ mà tôi yêu mến. Anh Tuấn Thanh ơi, một nghệ sĩ mà hầu như có cái phong cách biểu diễn rất là sang ở đoàn của Lương Văn Công thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời anh Tuấn Thanh bước lên sân khấu đi. Một người nữa, tôi quên, nữ nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu có giọng hát đặc biệt lắm. Chị Thoại Miêu ơi, đây là một trong những người mà đào tạo cho nghệ sĩ trẻ ở đoàn cải lương Trần Hữu Trang hiện nay. Vâng, em xin mời chị Thoại Miêu. Rồi. Dạ. Đây em mời chị hai. Alo. Cô bắt đầu đánh nắm ba bữa đường.
khúc liên khúc thật là hay. Rồi bây giờ tất cả chúng ta sẽ trở về chỗ ngồi, sau đó thì sẽ mời Minh Tâm, mời các